Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông Tỉnh Quảng Ninh. Mà đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết khu vực miền Đông, miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long phổ biến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng dự báo không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Dự báo đêm nay và ngày mai, ở khu vực phía tây bắc bộ, trọng tâm là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La sẽ là những tỉnh xảy ra nắng nóng và nắng nóng gai gắt, với mức nhiệt cao từ 36 cho đến 38 độ. Còn ở khu vực phía đông bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ chỉ từ 31 đến 33 độ. Vùng áp thấp phía tây cũng làm cho miền trung trời nắng và nóng gia tăng trong tuần tới. Còn đêm nay, ở dọc miền trung, từ Thanh Hóa trở xuống cho đến Bình Thuận, không nơi nào có mưa. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh còn có sương mù và sương mù nhẹ. Ngày mai trời nắng. Ở khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên Huế và các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 cho đến 37 độ. Còn khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận trời nắng nhưng chưa xảy ra nắng nóng, nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm nay không mưa nên nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở Tây Nguyên dao động ở mức từ 21 đến 23 độ, còn ở Nam Bộ là từ 25 đến 27 độ. Sang ngày mai ở hai khu vực này ít mây, trời nắng từ sớm, nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên ở mức từ 35 đến 37 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 36 đến 38 độ. Trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, thời gian nóng trong ngày từ 11 cho đến 17 giờ chiều. Chuyển sang thời tiết biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Còn ở vùng biển ngoài khơi, khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Trời không có mưa rông, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.